Cô xin chào tất cả các con. Đến hạn lại lên. Hôm nay cô sẽ giới thiệu với các con bài tập làm văn tuần 23 đáp lời khẳng định viết nội quy. Trong bài tập làm văn ngày hôm nay, chúng ta có 3 bài tập. Tuy nhiên, bài tập số 1, số 2 là nội dung giảm tải. Tuy nhiên, để rèn cho các em kỹ năng trong giao tiếp, các em có thể đọc các lời độc thoại trong sách giáo khoa trang 49 các con nhé. Chúng ta bước sang bài tập tiếp theo, đó là đọc và chép lại từ 2 đến 3 điều trong nội quy của trường em. Để các em nắm được nội quy trường học, cô sẽ giới thiệu với các con một số nội quy như sau. 1. Đi học đúng giờ. Khi đến trường phải mặc đúng đồng phục quy định của nhà trường. 2. Ngoan ngoãn vâng lời thầy cô, yêu quý bạn bè, nghỉ học phải xin phép. 3. Chào hỏi, thưa gửi lễ phép với thầy cô giáo, với cán bộ, nhân viên trong trường và khách đến trường tham quan. 4. Trung thực, tiết kiệm, nhặt được của rơi, trả lại cho người đánh mất. 5. Giữ gìn bàn ghế và tài sản chung của nhà trường. 6. Không mua quà bánh trước cổng trường. 7. Không vứt rác bừa bãi, không leo trèo, bẻ cành, hái hoa. 8. Không nói tục, chửi thề, không xô đẩy, đánh nhau. 9. Xếp hàng ngay ngắn, trật tự, không chạy nhảy khi lên xuống cầu thang. 10. Giữ gìn vệ sinh chung, đi tiểu, đi tiêu đúng nơi quy định. Đó là cô giới thiệu cho các con các nội quy của nhà trường. Các con về suy nghĩ và chép cho cô 2 đến 3 điều trong nội quy này các con nhé. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Các con về nhà suy nghĩ cho kỹ và chép cho cô nội dung của bài. Và các con sẽ đọc và trả lời trước bài quả tim khỉ trong sách giáo khoa trang 50 các con nhé. Chúc các con buổi học vui vẻ.